chú nào nha, chấm chú nào nè, chấm chú nào mấy tấm à, làm mặt món này á, mấy tấm này là chấm cái định nha, cái này chấm cái định, chấm chú nào, đây á, đây chấm chú nào, chấm chú nào này nó có cả khổ 60, 70 và 90 một mét nha. Đây mấy cái tấm ở dưới này là khổ 1 mét nè, khổ trên là 60. Nhiều. Phía trước mình đây là ở đó là tím hoa cà. Tím hoa cà với tím khánh hòa. Bên kia thì đá khác nha. Còn trước mặt mình đây là cái đá này là đá hồng gia lai. Hồng gia lai. Rồi trắng xá lầu này rất nhiều nha. Trắng xá lầu rất là nhiều. Để mình coi qua bên kia để xem. Bây giờ mấy cái mẫu qua bên kia để xem nha. Này bước qua khó bước quá, mày dính quá. Đây rất là khó bước luôn. Này trắng xe lau, trắng túi xe lau là khổ 1 mét nè. Ở trên này là tím khánh hòa nha. Ở trước mình, mặt mình đây là đá trắng Bình Định nha. Nó còn cái thềm ở trong buổi tiểu, cái này là mặt lưng nha, mặt lưng và mặt bóng nó kìa, bóng nó đây đầu mất tiêu rồi và nó mặt bóng vô rồi. Hồng Gia Lai mọi người, anh em nào thích Hồng Gia Lai có thể chọn nha. Đây Hồng Gia Lai nữa, Hồng Gia Lai lên cũng đẹp lắm á. Trong kho đang lên đá cho khách. Đây trong kho rất là nhiều đá nổi nha. Mấy tấm mình quay hồi nãy giờ toàn đá nổi nha mọi người. Đá nổi chứ không phải là đá ngoại nha. Mình vừa quay á, mình vừa đi, mình cầm cái điện thoại nó hơi lắc, sợ té mà nước trên cao sợ té. Đây mấy tấm này, mấy tấm tiếng Khánh Hòa nha, tiếng Khánh Hòa. Còn đây nè, đây là đá tiếng Hoa Cà, tiếng Hoa Cà cũng đẹp á. Mình qua đây quay thêm vài mẫu cho mọi người xem. Vừa đi mà vừa sợ té hồi hộp quá. Rồi ở đây chắc sẽ lâu quá chừng luôn. Ở dưới kia có máy gia công nha. Đó mấy anh em đang cắt đá rồi cho khách lấy mọi người. Chiếc ba gác hồi nãy đang chờ. Cái này là tím hoa cà nha. Hôm nay buổi sơ sơ mình sẽ kết thúc live đây, gặp khách hàng chút.